cầm luôn. Nhỏ mình bắt từng lớp mỏng 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 rồi ha, mình nhậm chili gì đó. Đó, từ bên này mình nhậm dài qua bên kia, hiểu chưa? Mình lớp mỏng mà mình từ từ qua quay ngược lại. Đó. Từng lớp mỏng một để nó sót, không cố gắng là không cho nó sót một lớp nào hết. Nhận đen là phải nhận sát chân đều như vậy đó. Nó mình quét lên đây lại đó, quét dài xuống như này luôn. Nó cho dư màu quá là nó chảy, nó lem gần lên mà dính nó không lâu liền lem ra ngoài chân tóc là mình lau liền tại chỗ. Đều xong lớp này phải không, mình cứ giặt lớp trong này ra, quét cái chân nó luôn. Rồi giặt từng lớp bắt từng lớp mỏng gì đó. Giặt đều qua. Nhỏ là phải kỹ vậy đó nghe không? Ai cũng vậy, khách nào cũng vậy. Tóc bây giờ cháu. Bắt từng lớp một, không có nhộm cho này hết chỗ kia hết được. Đó, mình nhộm đều từ bên đây qua bên kia là không bao giờ nó sót. Đều chân vậy. Ủa có đèn luôn đó trời. Đấy. Không quan trọng. Cứ tập trung mà nhìn vô đây rồi quay đây. Nó. Không? Tóc nó đều mà nó lâu phai nữa, mình nhổ ẩu mau phai. Cần bao tay luôn ha. Đây cũng là đó rồi. Xác vô chi tiết. Rồi xác vô để mai mốt à, có quên cách nhọn à, lên coi lại cái video nhìn lại cách nhọn. Nó đơn giản không?
sót một cọng luôn, đều từ bên này qua bên kia luôn. Mình cứ từ từ tỉ mỉ mà nó không không lem không dính, nó đều rồi, không có gì phải vội vã. À, lấy đồng tiền rất khó, không phải dễ đâu. Nó tương tự vậy ha, ở đây ở trên này, trên phần đỉnh đầu mình bắt nè, bắt từng lớp mỏng nè, thấy không, từng lớp mỏng chét đều vô chân tóc nó, xong lớp này bắt lớp khác, từng lớp một mỏng, cách cái phần phần mái một chút xíu đi, cách phần mái một tí là mình nhộm sao để thôi, nhộm từ đây qua đây cái nó lem, hiểu không, cách ra một khoảng giống như là cái phần mái mình chừa cho mấy thằng em bé vậy đó, mình cắt đủ đinh tròn vậy đó, mình chừa chóp cho nó, cái là mình để đó một tí, mình nhộm sao mình quét ngược lên nó không dính vô cái chán người ta. Rất đều vô. Cứ nhộm cái chân trước, nhộm đều cái chân là được rồi, cái là mình bắt đầu mình chải đều lên ngọn, đó là thuốc tự chân nó thấm đều lên ngọn hết rồi, là nó không bao giờ sót cái chỗ nào hết. Thuốc cà pha vừa đủ thôi, dư tí cũng được, đừng pha thiếu, như vậy đừng pha dư quá. Nó bắt đầu ăn máy nè, thấy không, nãy chừa lên lõm nè, nó bắt đầu mình chải ngược lên vậy nè, tóc nó không có dính với chán, thấy không? Nó mình chảy ngược lên, mình nhộm từng cũng từng lớp mỏng vậy đó, vừa vừa. Nhộm như là không bao giờ tốt không nào hết. Cũng không dơ luôn. Vừa tới chân tóc. Giờ ok. Giờ mình nhớ. Quay chưa? Thôi. Rồi. Quay em dọc coi nó có lem không? Nó có đẹp không? Chỉ là quay hướng dẫn mọi người cách nhộm đen rồi luôn nha. Đó, cho mấy người mới vào nghề rồi, cho học viên rồi nhìn để mà biết đường làm. Cực đẹp luôn. Chừng nào nhộm xong không, để khoảng 15 đến 20 phút kiểm tra lại coi nó đạt màu đen, thiệt là đen, đúng màu đen rồi đó, bắt đầu mình mới đi xả tóc nha.
màu hành xả, rửa sạch cái màu ra trước rồi mình bắt bắt đầu mình gọi nha. Thường thường là khi nhậm xong là không gọi, nhưng mà mình gọi cho sạch luôn. Hạn chế gọi từ ly đồ nha, gọi mấy cái dầu gọi mà có cái chất tẩy là nó mau thay màu lắm. Gọi xung siêu rồi đô rồi mấy cái đó nó ít chất tẩy, nó giữ màu mình lâu hơn kỹ. Ta chỉ chi tiết không vô mà nhìn cái lo ngồi đó bấm điện thoại còn mới mốt à, ai dám đâu chỉ hoài. Chỉ cho hai ba thằng, chỉ cho một thằng đâu mà biến quá xin nó mau ra nè, còn biến biết nào ra tin hoài. Nó thì nó bận một tí đâu mà đi học mà ngồi chơi không thấy người ta làm thì cứ nhảy vô mà coi. Hôm qua mới là thì bữa nay tự động chủ động để bị la phải không, la nữa chú, đứng yên yên để cho nó được có rung lắc. Để con làm cái. Rồi ra nó sấy luôn. Được chưa? Rồi. Lên ghế. Hài lòng không? Chú hài lòng không? Con này nó bóng.
Tết là chạo người luôn nghe ra. Dạ. Vậy là ăn Tết được rồi ha. Chạo cái nữa là ăn Tết ngon lành luôn. Hết năm. Bóng thế này.